Chào mừng các bạn đến với giải vô địch bóng chuyền bãi biển 4x4 quốc gia năm 2021 diễn ra tại Đội Dương thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nha mọi người. Trước mặt các bạn là đội Bà Rịa Vũng Tàu với trang phục đen, còn đối đầu bên kia thành phố Hồ Chí Minh 1 với trang phục đỏ. Đội hình xuất phát của Bà Rịa Vũng Tàu với số 1 anh Hải Đăng, số 2 Duy Trung, số 3 Quốc Khải, số 4 Quốc Phong, số 5 Hoài Thanh, số 6 Trấn Nguyên. Còn về đội của thành phố Hồ Chí Minh thì số 2 Lý Quốc, số 3 Cao Sơn, số 4 Lâm Tế, số 5 Trường Đăng và số 6 dự bị Nhật Hào. Trận này Nhật Hào đánh chính nha mọi người. Đập bóng không qua lưới, điểm đầu tiên về cho thành phố Hồ Chí Minh. Điểm 1-0. Đập bóng ra ngoài. Thì giải lần này Nam gồm 7 đội đến từ 5 đơn vị nha. Ngoài hai đội này thì còn có Quân Đoàn 4, Savinex Khánh Hòa và đội chủ nhà Bình Thuận. Do thành phố Hồ Chí Minh và Savinex có 2 đội nên sẽ là 7 đội. Phát bóng không qua lưới. Điểm 1-2. Lâm Tới đập bóng tốt. Điểm về cho thành phố Hồ Chí Minh 3-1. Do mình đứng góc quay hơi xéo, các bạn xem thông cảm nhé. Do đằng sau là có sân của bên nữ đánh nữa. Điểm 3-1. Đập bóng tốt. Điểm 2-3. Tiếp tục là Trấn Nguyên của Bà Rịa Vũng Tàu. 3-3. Lâm Tới chắn bóng tốt đến từ vị trí của Quốc Khang, Quốc Phong, xin lỗi các bạn, Quốc Phong, số 4. Thì giải lần này sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 nha, tại bãi biển Đội Dương. Bóng ra ngoài. Bóng ngoài, điểm về cho Bà Rịa Vũng Tàu 6-3. Team của thành phố Hồ Chí Minh xin hội ý nha các bạn. Hết thời gian hội ý. Team Bà Rịa phát bóng, điểm 6-3. Bóng lọt trắng, điểm về cho thành phố Hồ Chí Minh 4-6. Lâm Tới phát bóng thì luật bãi biển là chỉ có đổi người phát bóng chứ không cần xoay cầu như là giải 6-6 trong nhà nha mọi người. Một pha bỏ bóng tốt của anh Đăng. Lâm Tới xử lý tốt. Điểm được rút ngắn 5-6. Bóng ra ngoài, điểm cân bằng 6-6.
Thì giải bãi biển 44 lần này sẽ đánh 21 điểm tới và 11 điểm đổi sân. Nếu vào set 3 thì sẽ đánh 15 điểm tới và 8 điểm đổi sân. Một pha đập bóng hoàn hảo. Điểm về cho Bà Rịa Vũng Tàu 7-6. Xử lý tốt của anh Đăng. Điểm 7 đều. Thì đến với giải lần này, Thành phố Hồ Chí Minh có một sự mất mát vô cùng đáng tiếc là từ vị trí của anh Quý Nhóc nha mọi người, do bị chấn thương dây chằng. Đập bóng tốt, điểm được nâng lên 8-7. Và đập bóng trên cành, đỡ bóng ra ngoài. Điểm về cho Bà Rịa Vũng Tàu 9-7. Bóng ra ngoài. Điểm tiếp tục về cho Bà Rịa Vũng Tàu 10-7. Và đập bóng uy lực của Lâm Tới. Điểm được rút ngắn 8-10. Thì đội hình 1 của Thành phố Hồ Chí Minh gồm những vận động viên trong sân. Thì đội hình 2 gồm có Bình Minh, Sang Miệt Thứ, Phạm Khôi Trường 2 và Thanh Trẻ nha mọi người. Và chuyền bóng chiến thuật quá hay của anh Đăng Hải Đăng, mà bóng chuyền phủi thường hay gọi là anh Đăng Mớm nha mọi người. Điểm hiện tại 11-8 nghiêng về cho Bà Rịa. Hai đội đổi sân. Trắng bóng tốt đến từ vị trí của Vũng Tàu, vị trí số 4 Quốc Phòng. Bên Thành phố Hồ Chí Minh có sự thay đổi người, anh Cao Sơn vào thay cho Nhật Hào. Điểm 12-8. Phát bóng quá tốt của anh Hải Đăng. Một pha đập bóng uy lực của anh Đăng. Bên phía anh Đăng của Bà Rịa là Hải Đăng, còn anh Đăng của Thành phố Hồ Chí Minh là Trường Đăng nha mọi người. Điểm 9-12. Một pha không hiểu ý của team Bà Rịa Vũng Tàu. Điểm được cũng gắn 10-12. Hiện tại mình đang quay sát bờ biển, gió hơi nhiều, nếu có sự rung lắc mọi người xem thông cảm cho mình nhé. Đập bóng ra ngoài, điểm về cho Thành phố Hồ Chí Minh 11-12. Anh Cao Sơn phát bóng. Bóng ngoài. Điểm được cân bằng 12 đều. Come on.
vẫn còn bóng phản công. Đập bóng tốt, điểm về cho Thành phố Hồ Chí Minh 1-13-12. Thì cũng với đội hình Thành phố Hồ Chí Minh một này năm nhất cùng anh Quý Nhóc vô địch bãi biển 44 lần đầu tiên diễn ra tại Thanh Hóa nha mọi người, Sầm Sơn Thanh Hóa. Bóng không qua lưới. Điểm 13 đều. Phòng thủ tốt của anh Cao Sơn, bóng vẫn còn. Và lố đà đến từ vị trí của anh Trường Đăng. Đổi lại điểm cho Vũng Tàu 14-13. Trường Đăng. Bóng bật tay trắng bay ra ngoài. Điểm 14 đều. Bóng vẫn còn. Phản công Trường Đăng. Vũng Tàu phản công lại. Phòng thủ tốt của Lâm Tới. Xử lý bóng không qua lưới. Điểm về cho Bà Rịa Vũng Tàu 15-14. Và xử lý thông minh đến từ Lâm Tới nha mọi người. 15 đều. Lâm Tới đang cho thấy sự lớn mạnh của mình trong đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Và anh cũng được triệu tập tại giải SEA Games diễn ra tại Hà Nội vào cuối năm nay nhé. Điểm 15 đều. Đập bóng ra ngoài. Điểm về cho Thành phố Hồ Chí Minh 16-15. Hai đội đang ngang tài ngang sức. Điểm đuổi điểm. Anh Trường Đăng phát bóng. Điểm 16-15. Bóng không qua lưới. Điểm về cho Thành phố Hồ Chí Minh 17-15. Đội Bà Rịa Vũng Tàu xin hỏi. Thì sân của bãi biển sẽ nhỏ hơn sân của trong nhà nha mọi người. Với chiều ngang là 8m và chiều dài là 16m. Hết thời gian hủy. Xin mời các bạn quay trở lại trận đấu. Anh Trường Đăng phát bóng. Điểm 17-15. Một pha đập bóng quá tốt. Một pha đập bóng quá tốt. Điểm được rút ngắn 16-17. Lâm Tới vẫn còn. Bóng chạm tay trắng ở ngoài. Điểm về cho Bà Rịa Vũng Tàu 17 đều.
do bên nam là sẽ đánh một vòng tròn một lượt nha mọi người, tính điểm nên mỗi trận đấu đều là những trận đấu quan trọng. Lỗi chạm lưới của Thành phố Hồ Chí Minh, điểm về cho Bà Rịa Vũng Tàu 18-17. Đập bóng tốt, điểm 18 đều. Chặn bóng tốt đến từ vị trí của Lý Quốc. Điểm 19-18. Dường như là trọng tài đang nhắc Lý Quốc là sau khi bóng hoàn toàn ngoài cuộc mới được ăn mừng để tránh ảnh hưởng đến trận đấu nha mọi người. Trận đấu tiếp tục, điểm 19-18 nghiêng về Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm 19 đều. Các bạn đang xem giải bóng chuyền bãi biển 4x4 quốc gia năm 2021. Nếu các bạn thấy hãy cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Xin cảm ơn nhiều. Đội Bà Rịa Vũng Tàu xin hữu ý. Trấn Nguyên ra sân và Hoài Thanh vào sân. Hoài Thanh số 5. Điểm 19 đều. Điểm về cho Thành phố Hồ Chí Minh 20-19. Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thay đổi người. Trấn Nguyên vào và Hoài Thanh ra nha mọi người. Đập bóng tốt, điểm 20 đều. Đập bóng tốt của anh Trường Đăng, điểm 21-20. Và điểm cách 2 mới thắng nha mọi người. Và của lực bãi biển này thì sẽ được thay 4 người trong một trận đấu. Và có thể thay liên tiếp 2 người, nhưng mà thường là chỉ thay 1 người để giữ sức nha. Chặn bóng tốt của anh Trường Đăng, điểm 22-20. Kết thúc ván đấu, Thành phố Hồ Chí Minh tạm gác trước 1-0 trước Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn lại các video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.